Hello anh em, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tất nhiên, gặp nhau thì phải có lý do nào đó. Và xem này, tôi sẽ đưa đến cho các bạn cái gì nào. On là sư phụ của Durant, người đã tạo ra Galio. Như chúng ta đã biết, Galio là một khối đá khá mà thạch, được nghệ nhân Durant tạc thành một bức tượng vĩ đại. Ông tham gia các cuộc chiến che chắn phép thuật nhiều đến mức khiến cho Galio có thể cử động. Gần đây trên trang YouTube Spotlight có đăng tải lên một video, một đoạn hội thoại của On. Cụ thể là tại 7 phút 26, On nói đã dạy tất cả mọi thứ cho Durant. Vậy nên một câu hỏi được đặt ra, theo như Liên minh huyền thoại 360, nếu Galio 600 tuổi, vậy Durant là một người đã tạo ra Galio khi ông đã trưởng thành. Vậy lúc đó, ông ít nhất là 18 tuổi. Vậy tính cho đến nay, nếu Durant còn sống, thì ông đã 618 tuổi. Thì On cũng đã sống rất lâu rồi mới có thể dạy cho Durant. Như vậy tuổi của On có thể lên tới hàng nghìn tuổi, vì ông cũng là một bán thần mà. Tóm tắt truyền thuyết của On. On là vị thần Dream của Felradion. Trong nghề rèn và nghề thủ công, ông ta đã làm việc trong sự yên tĩnh của một thợ rèn, đập vỡ khỏi hang động dưới núi Helsholm. Từ đó ông đã phát hiện ra những cái nồi đun sôi của đá nóng chảy để làm sạch quặng, và các mặt hàng của ông trở nên chất lượng và vượt trội hơn. Khi các vị thần khác, đặc biệt là Volibear, đi khắp trái đất và can dự vào những việc trọng đại, On phá ranh giới để đưa những con người hung dữ này trở về vị trí của họ, hoặc bằng cái búa đáng tin cậy của mình, hoặc bằng sức mạnh bốc lửa của những ngọn núi. Vậy nên On có khá nhiều tương tác với Volibear. Những tương tác thú vị khác như chơi thanh kiếm của Garen không cân đối, chấn lột rượu của Garagat, nói với Heimerdinger ngừng chế tạo dùng đi, thợ rèn với thợ chế tạo công nghệ Hattech có liên quan gì đến nhau sao? Tiếp tục, ghét Nemo, không hiểu sao mấy vị tướng gần đây ai cũng ghét cậu bé tộc Sodder này. Cái lúc biến về nó mới khám lọ anh em, đang biến về mà dừng lại, nó bảo thôi không sao, chả nhẽ lại có sao, hay là tao đổi ý rồi, thế chưa là gì. Phá xong cái trụ, nó còn nói phép một câu rất chi là lầy, nói thật, tao chỉ mới dựa vào thôi. Những trang bị sẽ được cường hóa như thế nào? Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin trên máy chủ PPE, có thể sẽ có những thay đổi. Những trang bị được cường hóa, vô cực kiếm, với chi phí tăng thêm 1.000 vàng, bạn sẽ có thêm 100 máu, 100 mana, 10 đam, tốc độ tấn công tăng thêm 10%, 3% tốc độ di chuyển. Mặt nạ, chi phí tăng thêm 1.000 vàng, bạn sẽ có thêm 200 máu, 35 kháng phép. Mũ phù thủy, chi phí tăng thêm 1.000 vàng, bạn sẽ có thêm 55 sức mạnh phép thuật. Diều đen, chi phí tăng thêm 1.000 vàng, bạn sẽ có thêm 150 máu, 20 đam. Giáp lửa, bạn sẽ có thêm 200 máu, 30 giáp. Dây chuyền chuộc tội, chi phí tăng thêm 500 vàng, bạn sẽ có thêm 100 máu. Hồi máu cơ bản tăng thêm 100%, tăng thêm 50% lượng năng lượng hồi phục. Dây chuyền Aron Solari, chi phí tăng thêm 500, bạn sẽ có thêm 20 giáp và 15 kháng phép. Một số thông tin thú vị, On. Thích ăn trứng ốp la, nhưng mà bị con Poro nó cướp mất. Cái gì mà don't care? Kiểu như là cuộc sống của ông đang rất là ổn, không cần chúng mày đâu, tránh xa cuộc sống của ông ra. Thật ra thì không phải On mua trang bị trên toàn bản đồ, mà là ông rèn ra những trang bị đó. Vậy nên phải mất một khoảng thời gian nhỏ nhỏ để ông rèn. Anh em biết cái đoạn này tôi liên tưởng đến cái gì không? Đây, ví dụ cho anh em như thế này. On đang ngồi tạo trang bị, mà kẻ địch đến phá, thế là không tạo được trang bị rồi. Cái đoạn này làm tôi liên tưởng đến Cô Long và Dương Quá đang cởi trần chuồng, luyện công thì bị một nhóm đạo sĩ quấy phá. Đó, trong sáng thật. Cái đoạn nháy nháy vào cái bình máu, anh em biết là gì không? Như Riot đã nói, vì On là một thợ rèn, không phải thợ giả kim, nên không thể tạo ra bình máu được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên like, subscribe để ủng hộ channel và nhận được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất.